Hôm nay mình sẽ demo về chức năng tạo giao diện động một cách linh hoạt với một cái giao diện như này. Đây là một cái tool nằm trong cái bộ giải pháp đa luồng do tải mk.pro phát triển. Thì cái tool này hiện tại đây sẽ là demo nhé. Thì mình có thể tạo giao diện động. Chẳng hạn mình nhập số luồng ở đây. 6 luồng. Thì bấm nút tạo luồng thì một cái giao diện động sẽ được tạo ra ba luồng một luồng năm luồng đó thì mình cứ để sáu đi cho nó kín khi mà chúng ta bấm chạy thì các cái luồng này sẽ chạy mình đang giả lập là các cái luồng thế nhá mỗi một cái khu vực này này sẽ là một cái luồng cái ô này sẽ là báo trạng thái chạy của luồng đấy đang làm cái gì thì chúng ta sẽ có cái nút điều khiển luồng thì khi bấm chạy các bạn có thể thấy các cái luồng luồng nó sẽ hoạt hoạt động này thì cái này đơn giản mình chỉ là cho in ra thời gian hiện tại thôi. Đây chỉ là một cái bản demo thôi. Thì mình có thể chạy này, dừng, dừng bất kỳ cái luồng nào bạn muốn, chẳng hạn như cái luồng này đi. Stop, rồi, thread ID 1 đã dừng. Mình dừng tiếp này. Đó. Thì đây là demo cho chức năng tạo giao diện động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.